Hello mọi người. Đợt này thì phát hiện ra một cái rất là dị của thời tiết là chó bị nấm rất nhiều người hỏi. Và bản thân như Siro nuôi ở trong nhà cũng bị nấm da mọi người. Vì nó trùng vào cái đợt thay lông của Siro cho nên là Siro đang thay lông, đang rụng lông đấy. Cho nên là thấy lông nó thưa thưa đều thì nghĩ là nó thay lông thôi. Thế nhưng mà sờ đến thì hóa ra là bị nấm. Nấm da, và cái đợt này nó nấm da nó rất là dị. Là nó không phải là một vết nấm đâu, mà nó nấm da mà nó nấm 4 5 vết luôn chứ không phải một vết. Thực ra để cái nấm da này thì xử lý nó đơn giản thôi, nếu mà phát hiện sớm thì xử lý nó nhanh. Còn nếu mà để phát hiện muộn thì vẫn xử lý đơn giản thôi, nhưng mà nó mất thời gian hơn. Thì mọi người kiểm tra nha, những ai mà có bận mải thì kiểm tra con chó của mình xem là đợt này nó có bị nấm không. Vì đợt này là ít nhất là mình thấy là ở cả miền Bắc, cả miền Nam đều có nhiều người hỏi về con chó nó bị nấm. Tức là nó bị rụng lông, cái đợt này là nó nấm, là nó hay theo kiểu nấm đồng xu, rụng một cái vết lông tròn. Thì như Siro là cũng đang bị nấm theo kiểu như vậy. Đây này, chỗ này không phải, chỗ này là thay lông. Bên kia Siro, quay mặt bên kia. Đây này, mọi người nhìn thấy có một vết đây này, khô rồi đấy. Trên người Siro có 3-4 vết như vậy. Thì có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái trị nấm. Cái trị nấm thì nó có nhiều cách. Với cái nấm tròn này thì nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà mọi người mà có thời gian lâu, tức là có thời gian để mọi người làm nhiều ngày, có thể làm cả tuần, thì mọi người có thể đơn giản là mọi người dùng cái cồn đỏ, cồn iốt đấy, cồn đỏ mọi người bôi một ngày 2 lần. Thì nếu mà mọi người bôi như thế 1 tuần chắc là nó sẽ khỏi với cái nấm tròn này. Còn cách thứ hai, nếu mà mọi người muốn dùng những cái loại lá cây để lá cây để mà đun nước tắm cho nó, hay là đun nước đặc để bôi, thì mọi người có thể dùng cái lá trầu không. Lá trầu không mà các cụ ăn trầu ngày xưa ấy, làm lấy 2-30 lá, vò nát nó ra, rồi cho vào nước đun sôi. Đun sôi khoảng 15 phút, chắc lấy cái nước ấy đun đặc. Nếu mà bôi thì đun đặc, chắc lấy cái nước ấy rồi bôi cho nó, ngày bôi 2 lần. Thì cái đấy nó cũng có tác dụng diệt khuẩn như là cái cồn iốt. Thì mọi người có thể dùng cái lá trầu không đấy để mọi người bôi, hoặc mọi người tắm tiện đun nước tắm toàn thân. Nếu nó có nhiều vết không muốn bôi thì tắm, có thể tắm được thì chắc là cũng tắm vài ngày nó cũng khỏi đấy, 5-7 ngày. Còn một cái cách dễ hơn nữa là mọi người dùng cái thuốc xịt trị nấm. Nó có cái thuốc xịt 150 một lọ. Thì mọi người xịt, nếu mà mọi người dùng cái thuốc xịt đấy thì mọi người sẽ chỉ cần xịt quanh cái vết nấm, xịt vào vết nấm và xịt vòng xung quanh vết nấm, khoảng cách cái vết nấm khoảng nửa đốt tay hoặc một đốt tay, vòng xung quanh xịt, vén lông lên xịt ở dưới da. Phải xịt vòng xung quanh như vậy bởi vì ngoài cái vị trí nó nấm nó đã rụng lông thì viền xung quanh của vết nấm nó đã bị nấm rồi, nhưng mà nó chưa rụng lông thôi. Cho nên là nếu mọi người dùng thuốc xịt đấy, hay là mọi người bôi ấy, là mọi người phải ngoài cái vết, chỗ vị trí vết bị nấm đã rụng lông thì mọi người phải bôi thêm vòng xung quanh của vết nấm ấy nữa thì nó mới khỏi hết được. Chứ còn nếu mà chỉ xịt qua vào chỗ vết nấm đấy là sau rồi nó lại bị ở vòng xung quanh cái vị trí cũ ấy, thì cái nấm này nó là do cái thời tiết thôi, nó ẩm rồi nó này kia là con chó nó bị. Bởi vì như Siro của mình này, là mình nuôi ở trong nhà nhé, là nuôi ở trong nhà khô thoáng. Nhưng Siro nó có một cái tật là nó thích vào nhà tắm nó nằm, tức là vào nhà tắm nằm cho mát ấy, những cái hôm mà nó nóng ấy. Thế thì như thế là nó cũng vẫn bị dính ẩm và nó cũng bị nấm. Hay như đợt này là bị 3-4 vết liền. Thế ngoài đấy là cái cách thứ tiếp theo, cách thứ ba nó là cách xịt. Thì ngoài ra với cái thuốc xịt ấy, thì nó có cái tiện lợi của nó là cái lọ thuốc xịt nó dùng được nhiều lần và nó nhanh. Còn cái cách thứ ba nữa là mọi người có thể là dùng cách tiêm.
cách tiêm thì với các cách tiêm ấy là nó có cái thuốc tiêm là tiêm diệt ký sinh trùng nội và ngoại ấy. Tức là ký sinh trùng ở bên trong và bên ngoài, tức là đồng thời nó sẽ là thuốc tẩy giun, nó là thuốc diệt nấm, nó là thuốc tẩy giun, nó là thuốc trị gai rợn. Đó là cái nếu mà mọi người dùng cách tiêm. Nhưng cách tiêm mà nó có một cái điểm đặc biệt phải lưu ý là có một số giống chó là không tiêm được mọi người nhé. Tức là một số giống chó là nó bị dị ứng mạnh với lại cái một cái chất ở trong cái thuốc tiêm đấy, và nó có thể gây tử vong. Cho nên là cái cách tiêm từ trước đến giờ là mình không có nói về cái chị VE là thường thường mình hướng dẫn mọi người cái dùng cái cách nấm thôi, dùng cái cách nhỏ thôi chứ không dùng cách tiêm. Thì cái chị nấm này, cái thuốc mà tiêm chị VE ấy là cái thuốc trị nội ngoại ký sinh trùng, đồng thời nó cũng trị được những cái nấm ở ngoài da. Vì nấm ngoài da này là mọi người hiểu là nó là những cái vi khuẩn nấm ở ngoài da. Thế thì tiêm cái thuốc đấy nó cũng khỏi. Với những cái nấm ngoài da bình thường tiêm nó cũng khỏi nha mọi người nhé. Nhưng mà đấy là mọi người lưu ý là với cái thuốc tiêm ấy là nó, mình đã quên mất tên rồi, nó là, nhưng mà nó có một loại thôi, có một loại để tiêm thôi. Thì với cái thuốc tiêm đấy mọi người lưu ý là nó có một số giống chó là nó dị ứng, ít nhất là những cái giống chó mà người ta đã phát hiện được là nó dị ứng nguy hiểm là các cái giống chó thuộc vào chó chăn cừu, tức là các cái giống chó thuộc vào chó băng chăn cừu như là chó chăn cừu Đức này là béc dê ấy, hay là chó chăn cừu Bỉ là Malinois ấy, là không được tiêm, không tiêm được, tiêm sốc chết ấy. Hay là chó chăn cừu hay là con Corgi, tức là tất cả các giống chó thuộc vào chó chăn cừu là nó có dị ứng mạnh với lại cái thuốc đấy và nó có thể gây tử vong đấy. Cho nên là dùng cái thuốc tiêm nó không đơn giản đâu mọi người, nghe thì nó rất là nhanh, nó rất là này kia đấy, nhưng mà có nhiều giống chó không dùng được, và có những con chó đặc biệt của những cái giống bình thường nó cũng bị dị ứng với lại cái thành phần của cái thuốc đó. Thế cho nên là thôi thì, nhưng mà cứ giới thiệu cho mọi người vì nhiều người có khả năng tiêm được thì mọi người có thể dùng cái cách tiêm đấy, nó chính là cái thuốc trị nội ngoại ký sinh trùng. Liều lượng của nó thì nó có hướng dẫn ở trên đấy rồi, nó có hướng dẫn cho cả chó mèo luôn. Đấy là cái cách tiếp theo để giải quyết cái nấm, có thể dùng cách tiêm. Và một cái cách nữa để giải quyết cái nấm là có thể dùng cách uống thuốc. Thì với cái cách uống thuốc này nó là cách tốn tiền nhất, mình giới thiệu cuối cùng. Uống thuốc ấy là nó có hai cái loại thuốc bây giờ, còn về sau thì mình không biết nha, nó có thể hoặc ở nước ngoài nó có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam thì với cái trị nấm thì nó có thể nói là hiện tại bây giờ nó có hai loại. Một loại là đồng thời trị nấm và nó đồng thời là tẩy giun, hình như là cái đấy nó là của nó là Nexgard gì đấy, Nexgard, nhưng mà không phải cái Nexgard bình thường mà nó là một cái Nexgard đặc biệt và lút hay là gì đấy. Thì đấy nó là cái vừa trị giun vừa là ý, tức là nó cũng là cái để diệt ký sinh trùng nội ngoại, nội ngoại ký sinh trùng tức là cả bên ngoài da và cả bên trong người. Bên trong người thì ký sinh trùng nó là bọn giun đấy, giun sán, bên ngoài là bọn nấm này kia, nấm ve đó. Thì mọi người có thể dùng cái cách uống, thì một là cái Nexgard Plus gì đấy, cái tên mình không nhớ chính xác rồi nhé. Hai là cái Bravector. Bravector thì nó là một cái loại thuốc ấy mà những cái con mà nó bị nấm mà toàn thân nó nấm nhiều quá thì mọi người cũng nhiều người dùng những cái đấy. Những cái đấy thì giá của nó rất là cao. Cái đấy thì kể cả cái Nexgard thì giá của nó cũng cao nhá. Nếu mà như cái Bravector mà cho con chó to như thế này, con giả sử như cho con Siro là con chó 40 cân. 40 cân trên 40 cân này thì hình như là của nó là 1,2 triệu một viên. Tôi bảo là giá nó chắc. Còn cái Nexgard Plus kia nó cũng phải cỡ 700-800 gì đấy. Nhưng mà đại khái này mấy cái thuốc đấy thì mình không dùng. Cho bọn này là mình không có dùng. Mà nhưng mà một số giống thì lại phải dùng. Giả sử như những cái giống thuộc vào họ chó chăn cừu ấy, nếu muốn giải quyết nhanh thì lại phải dùng cái viên đấy. Vì tiêm không tiêm được. Mà có thể là do cũng có nhiều người cũng sẽ như thế, không có thời gian để mà bôi để mà này kia. Mà thực sự nếu mà nó bị nấm nhiều toàn thân ra
thì để bôi để tắm nó cũng là một vấn đề đấy, không phải ai cũng làm được đâu, không phải ai cũng có điều kiện thời gian để làm được. Thế cho nên là có thể lựa chọn cái cách ngoài các cái cách bên trên thì có thể lựa chọn cái cách là cách uống đó. Uống thuốc thì đấy nó có hai cái loại đấy, hiện tại bây giờ nó có hai loại, về sau nó có thể có những loại khác, nhưng hiện hoặc là bây giờ có thể nó đã có rồi nhưng mình không biết, nhưng mà đó là nó có hai cái loại đấy có thể dùng để uống. Như vậy để trị nấm này, cái đơn giản nhất mà mình nghĩ là mọi người nên làm là cái cách dùng cái cách là bôi xịt trực tiếp trong cái trường hợp mà trên người con chó nó bị quá nhiều chỗ, tức là bôi xịt nó gần như nó ướt nửa người rồi, thì chúng ta sẽ dùng cách tắm, hoặc là có thể kết hợp vừa bôi xịt vừa tắm, tắm để giải quyết những cái vết rất là nhỏ mà nó còn chưa bị rụng lông, tức là nó có thể nó có những cái vết nấm nhỏ nha, nó rất là nhỏ thôi, ban đầu nó như là một cái mụn nhỏ, nhưng nó lại không phải là mụn, nhưng nó là một cái chấm đỏ theo cái kiểu như là một cái mụn đấy, và sau đấy nó phát triển nó lan ra thì nó mới tạo một cái vết tròn rụng lông đó. Thì với những cái chấm nhỏ ấy mà để mọi người vẽ lông con chó nên mọi người tìm thì nó rất là khó, cho nên là cái việc là có thể sử dụng đồng thời cả cái việc là vừa tắm và vừa xịt đó, bôi xịt thì mọi người có thể là dùng các cái bài dân gian như là cái lá trầu không, nếu mọi người đun nước đặc mọi người bôi, nếu mà dùng cái cách dân gian đó, hoặc cái đấy thì nó lâu hơn, còn không thì có thể là cái đấy với lại cái cồn iốt là nó cũng thời gian cũng lâu như nhau. Cái cồn iốt thì cái lọ cồn iốt cồn đỏ ấy, thì nó rất là rẻ đó, mấy nghìn một lọ hay là mười mấy nghìn một lọ ấy, mọi người có thể bôi cái đấy thì nó dính cái nhà nó bẩn, nó màu đỏ nó bám màu. Bôi những cái đấy thì là một ngày sẽ bôi 2-3 lần và có thể phải bôi liên tục 1 tuần. Còn cái thuốc xịt đấy thì nó cũng có nhiều cái thuốc xịt, nhưng mà cái thuốc xịt chuyên để trị nấm ngoài da ấy, thì nó có nhiều loại, nhưng mà như cái loại mà mình đang dùng thì nó có cái loại là xịt chắc là chỉ xịt 2 lần thôi là khỏi, xịt 2 lần thôi. Mình đang dùng có 2 loại mình đang dùng chứ không phải 1 loại. Thì thường thường là mình lười lắm cho nên là xịt là mình không có thời gian, mình dùng cái đấy là xịt là coi như là xịt 2 lần, xịt ngày hôm nay và ngày mai, hoặc là ngày kia xịt tiếp, tức là xịt 2 ngày liền hoặc là cách ngày xịt lần, thế là xong, là sau nó khỏi. Thì cái thuốc xịt đấy thì nó cũng có cái là lúc xịt đấy là con chó nó hơi sót một chút, nó hơi sót ngoài da, nó theo kiểu nó sát trùng sát khuẩn sâu, hay là kể cả là cái thuốc bôi như là cái cồn đỏ ấy, chấm vào con chó nó cũng sẽ hơi sót. Thì mọi người có thể lựa chọn nhân tiện cái việc là đợt này là nhiều người bị nấm da, nhiều chó và nhiều bạn bị nấm da, thì chia sẻ với mọi người mấy cái cách để xử lý cái nấm da đó. Nhắc lại là nó có những cái cách là một là bôi thuốc, hai tắm nếu bị nhiều, tắm, 3 tiêm, 4 là uống thuốc. Cách uống thuốc là cách tốn tiền nhất, nhưng mà nó sẽ tiện nhất nếu mà các bạn muốn chỉ làm 1 lần thôi. Uống thuốc thì nó chỉ cần phải uống 1 lần thế là xong, sau đấy không cần quan tâm với nó nữa, rồi từ từ nó khỏi 2-3. Nhưng mà uống thuốc nha, là cảm giác nó sẽ lâu hơn, 2-3 tuần sau thì mới thấy nó khỏi, nó chậm hơn một chút. À, với cái cách uống thuốc, còn cách bôi thì lại thấy nó rất là nhanh. Cách bôi là nếu mà như bôi xịt ấy, là thấy nhanh nhất, có thể 2 ngày sau là đã thấy cái vết, vị trí vết da, vị trí vết đấm nó khô rồi đây này, như siro là da siro là khô rồi này. Chứ nếu mà cái vết đấm này siro nghiêng ra, nếu vết nấm này mà khi mà nó bị nấm thì nó sẽ bị ướt, nấm là nó sẽ bị ướt, mà nhưng mà nếu mà để mà sau khi mà đã xịt thuốc hoặc là cho uống thuốc hoặc là tiêm, thì nếu mà để xịt ấy, thì có thể nói là ngày hôm trước ngày hôm sau là nó khô rồi, nó khô cái vị trí ấy. Rồi 3-4 ngày sau là nhìn thấy nó mọc lông lún phún lại, đấy là nó khỏi rồi. Thì mọi người có thể bôi thêm, nên khi thấy nó mà cái vị trí vết nấm mà nó mọc lông lại thì mọi người nếu mà dùng cách bôi, mọi người có thể bôi thêm 2 ngày nữa là ok, là không cần bôi nữa nhé, là khỏi. Ok, Siro xin chào mọi người nhé. À, đợt này
Nói thêm một chút là lần này là trại đang có một cặp chó được cái là đang muốn gửi người nuôi, muốn tìm cái chỗ nuôi. Trước đây thì cái cặp này đã gửi nuôi rồi, nhưng mà do cái bạn nuôi ấy là bạn ấy có cái đặc biệt gia đình cho nên bạn không nuôi được nữa, thì chó đã về trại, về lại trại, và mình muốn tìm người mới nuôi cho nó, một cặp được cái nuôi để cho sinh sản. Thì mọi người ở ai mà ở quanh Hà Nội mà có thể nuôi được thì liên hệ với trại nhé, qua số điện thoại 0981115000. Ok, xin chào tất cả mọi người. Siêu ngồi lên chào mọi người đây, quay màn lại. Ok, nhìn đằng trước, nhìn vào máy quay. Siro xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nhìn đằng trước, mọi người thấy lông Siro bóng không? Đang thay lông, lông rụng lung tung ấy. Nhưng lông nó bóng.